Hello anh em, chào mừng anh em quay lại kênh của mình ha. Rồi, hôm nay chủ đề chính của mình sẽ nói ở phần cuối video ha, là mình nói về việc mà cách một cái người chơi nạp 20k và 120k vào game. Nói chung là không phải 120k mà nạp ít đó, trăm mấy chục vào game. Thì nó ở mức độ nào, chơi như thế nào cho hợp lý ở team thánh nè, để cho các bạn cảm thấy nó tốt. Thì ở cuối video mong các bạn coi cuối video mình sẽ nói thêm ha. Mình nói chủ đề chính là đó. Nhưng mà trước mắt ở đầu video mình sẽ trao đổi các bạn một số vấn đề thế này. Đầu tiên là các bạn cũng biết rằng nếu mà bạn nào theo dõi video ở kênh mình thường xuyên, hoặc là theo dõi ở những bên Pokemon đó, bên Thần Thú Đại Chiến hay này kia, thì mình cũng không phải là một người chơi game quá giỏi, một dạng YouTube chuyên nghiệp giống như những người khác nạp mấy chục triệu hay là nạp mấy trăm triệu gì đó để chơi một cái game, một cái video lên cho các bạn này kia các kiểu. Mình không có như vậy, mà các bạn cũng biết rồi, mình là thuộc dạng người chơi chỉ thích chia sẻ những cái mà mình có thể có một cái hướng đi nào đó. Theo cái hướng đi của mình như vậy là sẽ ổn cho những bạn ở nông dân. Còn những bạn nào nạp tốt các kiểu thì mình không dám đu theo, tại vì mình không có nạp như các bạn được, nên là mình không đu theo được như vậy. Mà mình với một cái quan niệm rõ ràng là đã là top thì mình không đủ sức để chia sẻ những điều đó. Top người ta có tiền thì mua tiền cũng được, đó là chuyện dĩ nhiên. Mình không có chia sẻ mấy chuyện đó, mà mình chỉ chia sẻ những cái mà mình cho rằng nó đúng, một cái hướng đi nào đó hợp lý hơn cho những bạn nông dân. Bạn thấy rằng là việc một người top chơi, người ta có thể up full một con tướng rất dễ dàng, một full 15 sao của một con tướng đỏ cực kỳ dễ dàng. Còn đối với những bạn chơi nông dân ít nạp hoặc nạp lai ít đỉnh, thì các bạn để full được một con tướng cam đã là một vấn đề quá khó khăn rồi, đừng nói tới chuyện mà full một con tướng đỏ nha. Các bạn chơi, nếu bạn chơi bất kỳ một game nào, các bạn cũng sẽ để ý rất rõ, thì nhà game người ta đều phát hành là hướng tới là người nạp, chứ không phải phát hành hướng đến nông dân. Đó là chuyện dĩ nhiên rồi, để người ta có thể duy trì được cái game của người ta ấy, duy trì được cái công ty của người ta, thì đó là chuyện dĩ nhiên, không cần phải bàn cãi. Top càng nạp càng mạnh, đó là chuyện không cần phải bàn cãi nữa. Nhưng mà nạp mà không chơi, không biết chơi, hoặc là không có hướng đi cụ thể, gọi là không có một hướng, không biết chơi thì mình nói hơi xin lỗi nha, mình hơi lỡ lời. Nhưng mà chính xác nhất là không có một hướng đi cụ thể nhất định, thì các bạn sẽ bị thọt hơn rất nhiều so với những bạn cùng nạp ở mức đó với các bạn ha. Nên là mình cũng sẽ chia sẻ để cho các bạn có thấy những cái điều đó. Giờ hôm nay mình nhận được những cái group với những cái câu hỏi ở trên cái kênh của mình. Những các bạn ở trên kênh của mình thì mình cũng cảm ơn các bạn rất nhiều. Nhưng mà trong đó thì có những câu hỏi của những bạn thì mình không biết nói thế nào ta, dùng từ thế nào ta, chắc là dùng từ hơi trẻ trâu một xíu đi ha. Mình xin lỗi là mình dùng hơi trẻ trâu chút. Cái cách nói chuyện của bạn chỉ là thích thể hiện rằng mình cho rằng là mình là đúng hay là mình này kia các kiểu, nên là thích chửi người ta, thích nói này kia, đó là chuyện bình thường các bạn. Với trẻ bây giờ là như vậy. Mình thì không có hướng theo vậy, bản tính của mình thì thẳng tính, nóng nói là thôi. Chuyện không có chửi là nói mất tiền mua mà không mất tiền mua, nhưng mà lựa lời mà nói sao cho cảm thấy phù hợp. Có thể là các bạn giỏi văn, các bạn sẽ chửi người khác một cách nó hợp lý, nhưng bạn không giỏi văn các bạn chửi thô tục thì đó là chuyện của mỗi người. Nhưng mà với mình thì nó như vậy rồi. Hôm nay mình chia sẻ các bạn thêm ở những cái vấn đề là cách chơi của top ha. Đầu tiên nhất là mình cũng nói tiếp theo là vấn đề mình muốn nói là ở đầu video, nếu như bạn nào có theo dõi kênh của mình những cái video đầu tiên của bên cái video này, thì các bạn cũng biết rằng là mình xác định qua server này, các bạn biết rằng là mình sẽ chơi rất nhiều. Mình cũng chơi đến 3 server rồi, 16, 30 và server này là server 54. Thì server này mình chơi lâu nhất, mấy server kia mình chỉ vô quay video xong rồi mình sẽ chuyển server tới server này là chơi lâu nhất. Thì tại sao ở những server kia mình vẫn ở ban top, vẫn đấu giá, vẫn mua tướng, vẫn chơi bình thường, nhưng mà sau khi thống nhất với thống nhất thì mình có cùng vài ba anh em khác là qua server này để chơi Athlon, mua sẵn sàng chấp nhận bỏ tiền ra mua 50 Athlon để chơi trong một bang. Thì các bạn cũng biết rồi, các bạn thấy có một cái video mà mình nói về cái sự kiện á. Đây các bạn, mình đã từng chia sẻ các bạn cái video này hướng dẫn tham gia sự kiện đổi quà trong Kim Ngọc Mãn Đường ha. Thì ở cái video này trước đây là mình cũng cho các bạn xem là bang mình chỉ có 4 người, là tổng cộng có đến nhưng mà vẫn chơi sự kiện này đứng top 1 của server và tham gia liên server xém vào top 10. Nếu mà mình vào được top 10 thì mình đã đổi được rất là nhiều thứ khác rồi. Còn mình vào được top 1 này, mình đã đổi được cái thứ mà mình cần, và mình đổi được cái sách thức tỉnh ha. Ở đây mình sẵn chia sẻ luôn, những bạn có chiều có bạn hỏi là mình là nhắn tin trong game và nhắn tin cả trên YouTube và Zalo, mình hỏi rằng là sao anh có sách thức tỉnh sớm vậy. Thì đây là cái sự kiện mà mình lúc đó là bên ban mình chạy toàn bộ lon để lấy cái sách thức tỉnh này. Nên là mình được nhiều sách, mình đổi được nhiều sách, và mình đã xác định từ đầu là mình đã đổi sách thức tỉnh rồi, nên là việc mình chọn được sách, mình được đổi được cái này, mình được lợi hơn những cái khác là vậy. Rồi đó là những cái mà mình chia sẻ với bạn là tại vì mấy ngày gần đây bên ban mình có xảy ra một cuộc xích mích nhỏ và sau đó là có nghe phong phanh là các bạn khác chửi rằng là nói rằng là server này chơi theo kiểu ở bên mình đó là nô dịch nô lệ gì đó, bắt các anh em vô để cài cái này cái kia nhưng mà lại không cho đấu giá các kiểu. Thì mình nói luôn các bạn thế này, mỗi một khi mà bạn thích thì củ ấu nó cũng tròn, khi mà bạn không thích là củ bồ hồ nó cũng méo ha. Ông bà ta xưa nói đúng ha. Mình thì bên từ đầu là đã xác định là chỉ chơi cron thôi, thì bố thì những cái ạc ở trong mình là chỉ đấu thôi, nhưng sau đó dư tài nguyên khá nhiều thì mình sẵn mình nói luôn là có bạn hỏi mình là đấu giá như thế nào để cho nó được cái lợi các bạn, được lợi tức cao các bạn. Thì các bạn biết rằng là ở trong server hay là ở trong đâu cũng vậy, việc đấu giá nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều ha, nhiều. Ví dụ như ở đây ở server của mình ha, server của mình đấu giá ở mức min như thế này, ha, đầu đấu giá min cho các bạn hết. Thì khi mà các bạn đấu giá min như thế này được lợi ở chỗ là những người mà đấu giá các bạn sẽ được ít tốn tài nguyên nhất có thể, ít nhất tốn kim nhất có thể ha. Còn những người mà không đấu giá thì các bạn sẽ nhận được cái lượng lợi tức so với những bang khác là chuyện rất ít ha. Nhưng mà từ đầu các bạn cũng biết là bang mình không hề có những người khác vào, sau đó là những anh em thấy anh em khác ở ngoài đang thiếu đồ khá nhiều thì mình cũng chia sẻ với anh em cho vô thêm một số anh em. Thì sau đó thì khi mà bản tính của con người không trung thực các bạn, khi mà người ta không trung thực là tại sao bang mình luôn có những cái, nói chung ở đâu cũng vậy thôi, không phải riêng một bang hay là bất kỳ ở nơi nào cũng vậy, cũng có những cái quy định bạn cảm thấy nó phù hợp với cái quy định đó thì bạn cảm thấy nó đúng, còn không phù hợp thì bạn thấy sai. Bang mình đều có chia sẻ với anh em rằng là việc các bạn đấu min như vậy, tài nguyên các bạn dư ra các bạn có thể quay tướng nè, các bạn có thể mua ở thế giới những cái đồ khác giống như thế này, rồi giống như thế này các bạn. Đây là những anh em mình ở trong bang sẽ dư tài nguyên kim bảo ra để chốt được những cái món đồ mà có thể đấu ở liên server. Thì các bạn biết rằng nếu mà nhưng mà các bạn mà không nạp hoặc là nạp cái like cách định những người nông dân á, gọi là nông dân á, thì các bạn để có được dư tài nguyên kim nguyên bảo thì rất là khó ha. Nội các bạn để đấu một cái lệnh, đấu một cái tiên, một cái lệnh tím thôi. Ví dụ mình nói đấu lệnh tím thôi. Những cái server, những cái bình thường là 1k kim 11k2 rồi. Nếu bạn chốt là 2k mấy, mà các bạn đấu ở những bang khác các bạn đấu tới 2k mấy thì kim nguyên bảo nào mà đủ các bạn. Đó là chuyện bình thường. Ngoài ra kim bảo thì các bạn sẽ dùng rất là nhiều thứ, quay tướng hay là mua những cái này. Đây mua những cái này ha, mua những cái này. Cái này để các bạn có thể đây mua những cái này để có thể gắn vô cái team bạn cũng có thể mạnh hơn. Nói chung là rất là nhiều thứ để các bạn xài, kim bảo là không bao giờ đủ à. Mình là top đây, mình có la nạp la gai đỉnh thì mình vẫn không đủ kim bảo để xài, đó là chuyện dĩ nhiên, đừng nói là anh em nông dân. Nên là chuyện mà các bạn cảm thấy nó đúng thì nó đúng, còn không đúng thì các bạn ghét bỏ thôi. Nhưng mà con người sống là phải có sự trung thực. Nếu bạn đã thấy rằng là các bạn cảm thấy đấu vậy không hợp lý, bạn đấu thì bạn điều xin ở bang, anh em sẽ chia sẻ với nhau, nhưng mà các bạn lại lén lén đấu ha. Một sự trung thực, chỉ có game chơi những cái nhỏ thôi mà các bạn. Trời, mình cho các bạn bình thường, ạc mình tới giờ còn chưa full được sao mà mình vẫn cho các bạn hết. Mình chung là mình chỉ quan tâm tới một số thứ bạch này kia thôi, tướng bạch này kia thôi, còn những cái khác anh em trong top sẵn sàng chia sẻ những bạn khác. Nhưng mà cái điều là cái sự trung thực chỉ có nhỏ thôi, chỉ có game nhỏ thôi, mà bạn đã không trung thực thì nó chia cuộc đời của bạn mà. Còn nhiều thứ lắm. Rồi sau đó các bạn đi ghiêu ra cái chuyện nó bình thường, mình cũng chả quan tâm tới các bạn. Mình chỉ nói để chia sẻ các bạn rằng là khi mà các bạn ở những cái nơi mà các bạn không được, cái bản thân mình tự ai làm người đó tự hiểu, không có nói được những điều như vậy. Bạn làm bạn cảm thấy thích nói gì đó nói là chuyện bình thường, không có vấn đề gì cả. Các bạn cứ cho rằng là vô nuôi tớp cũng được, không quan trọng. Tại đơn giản giờ có mình nói thẳng luôn, những anh em trong bang mình cũng đã nói thẳng, giờ có các bạn không có các bạn thì bang mình vẫn đủ 50 người mà. Tại vì admin có dư sức để kéo các hoạt động. Chỉ duy nhất là cái sự kiện đấu cung là do mình xài clone thì không đấu được, mặc dù bên bang mình khá là nhiều top nhưng không đánh được nhiều thành là chuyện bình thường. Một cái đó cũng không ảnh hưởng quá lớn tới việc mà bên mình đang hướng tới ha. Rồi, nói dòng nói do, nói để cho những cái thứ khác rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nói về chủ đề chính ha. Rồi, chúng ta sẽ nói về chủ đề chính ngày hôm nay. Đây là chủ đề chính mà mình muốn nói các bạn ha. Hiện tại thì đấu phe thì bên lúc đầu hôm bữa mình ra video đấu phe bên mình, ban mình là tổng tới 4 top, nhưng hôm nay thì một ạt top bị mất là do ạt top 1 này đã lên level 90 sớm. Mà mình cũng không biết là ạt bên mình, bên bạn béo này khi mà lên level 90 thì đấu solo sẽ thắng hay thua, nhưng mà trước mắt thì về cơ bản là như vậy. Lên 90 thì nó có lợi hơn rất là nhiều, đương nhiên là lợi hơn rồi, hơi thua nhưng mà chuyện đó là bình thường thôi. Nhưng mà hôm nay mình nói cái chủ đề chính của ngày hôm nay các bạn ha. Chủ đề chính đây các bạn sẽ nhìn nè, ạt top 4 ha. Đây là top 4 mà mình đã từng chia sẻ các bạn rất là nhiều về top 4 này rồi. Ạt top 4 này các bạn, đây ạt top 4 ha. Ạt top 4 thì chơi như thế này thôi, đội hình nó như thế này. Lực chiến thì 87k 88k đi, tính 88k. Đấu trường hạng 23 ha, thám hiểm này kia các kiểu. Ạt này theo các bạn thì ạt này đã nạp bao nhiêu tiền, nạp bao nhiêu tiền để vô game thì ạt này nạp khá ít các bạn ha, khá ít. Mình sẽ cho các bạn xem đây, đây là ạt này ha, đây ạt này, ạt top 4 đây nạp bao nhiêu các bạn, nạp bao nhiêu đây, chỉ nạp bao nhiêu thay thôi, nạp bao nhiêu đây thôi, chưa tới 200k mà đúng không, đúng không, chưa tới 200k mà, chưa tới 200k nhưng mà lại top 4 của phe, gần như xuyên suốt của tuần nào cũng vào top 4 các bạn, gần như xuyên suốt tuần nào cũng vào top 4 ha. Mình sẽ cho các bạn xem khi mà đánh với những cái top khác, top khác là sao. Đây mình sẽ cho các bạn xem, đây là trận đấu mà khi mà vào top ha, vào top trong này thì khá là nhiều top rồi. Sẵn luôn mình cho các bạn xem luôn một ạt này nữa, lát mình sẽ nói tới đây. Ạt này của bên mình cũng nạp, theo bạn thì ạt nạp bao nhiêu, ạt này Giang 2 nè, ạt này mới nạp 20k thôi đó, bây giờ được top 8 của phe rồi. Đây mình sẽ cho các bạn xem, đao kiếm không có mắt đừng chấp tao không nhất luôn. Ạt này ạt bên tay trái các bạn thì là ạt mà nạp khá nhiều rồi đó. Bạn nghĩ đi, lát mình sẽ cho coi lực chiến xem, là các bạn xem thử là bạn đoán thử ạt nó nạp nhiêu. Mình cũng không biết đoán được nạp nhiêu nhưng mà nhìn về cơ bản thì nạp khá là nhiều rồi. Mình không biết được chính xác, tại thật ra ở server mình á, chính xác bây giờ chỉ còn cái gì cuộc cãi nhau giữa ban mình và ban AOE thì cãi nhau thì nó có những cái thành phần chung cãi nhau chí ché, ai cũng cho rằng mình đúng các bạn, ai cũng cho rằng mình đúng hết trơn, nên mình cũng không có nói được, ai không biết ai đúng hay sai. Nhưng mà mình thì không thích cái chuyện mà chửi các kiểu là kiểu, mình chỉ thích làm thôi ha, mình chỉ thích làm thôi, ai chửi chửi kệ ai, mình chỉ thích làm là được. Còn việc người chơi, mỗi người chơi một cái cách khác nhau, cách chơi như thế nào là chuyện của người chơi. Bạn cho rằng là bạn đúng thì bạn chửi người khác, bạn chửi người khác ai cũng vậy, thì không thì bạn cho rằng đúng thì bạn chửi người khác, bạn chửi người khác bạn có biết đúng không, trong khi mình cứ cho rằng mình đúng. Đầu là bờ phi yến, phi hoa hóa vũ trị liệu mọi đau thương. Ê kỳ quái con ui, lần này cho ai vào nhỉ, càng khôn nhất định phải luôn tươi cười nhá, ngươi đỡ được kiếm của ta không. Ê kỳ quái càng khôn nhất định, ngươi đỡ được kiếm của ta không, nạp mạng đi. Chúng sinh đều khổ, vì hòa hóa vũ, trị liệu mọi đau thương, vì yến. Đúng rồi, tiếp mục nhiều của Trư Gia Gia. Phải luôn tươi cười nha. Lần này cho ai vào nhỉ? Lóng đăng. Ê, bị quái. Vì hòa yến vũ. Nhìn là bạn biết thua rồi, bên kia mất Tiểu Bạch Long, mất Ngộ Không là biết thua rồi các bạn ha. Thì Thiên Thánh hiện tại thì con Tiểu Bạch Long là tăng, con Ngộ Không thì nó quýnh vô Tiểu Bạch Long, mà nếu trúng ấy thì nó tự phản đam chết luôn. Nếu bạn nào mà build Thiên Thánh các bạn cũng sẽ chú ý ha. Tiểu Bạch Long sẽ là tâm điểm của Thiên Thánh trong thời điểm mà các bạn phải bắt buộc phải lên con cam này ha. Còn Ngộ Không thì tùy các bạn chọn, tùy Lâm Bà hoặc là Ngộ Không ha, mọi người cách chơi. Nhưng mà Thiên Thánh thì chắc Ngộ Không nó là làm chính rồi, khó tùy Lâm Bà, khó thay thế. Thì thay thế ở chỗ các bạn có thể một cái hướng đi nhất định nào đó, nhưng mà cũng khó thay thế lắm. Nhưng mà chắc chắn trong đội hình các bạn phải có Tiểu Bạch Long nha, Tiểu Bạch Long ha, nó quan trọng cực kỳ nha, nó sẽ là tăng chính. Mà trong game này mình thấy con Tiểu Bạch Long là tăng ngon nhất luôn á. Bên Tiên thì có Nguyên Quân nhưng mà vẫn không tăng bằng, bên Minh thì có con gì đó mà quên rồi, nó vẫn không tăng bằng con Tiểu Bạch Long. Tiểu Bạch Long nó vẫn là ngon khá nhiều. Và qua đây mình cũng chia sẻ các bạn để mình thấy mình không phải là phê phán cái người chơi bên tay trái các bạn, phê phán bạn đó nạp nhiều hơn mà đánh thua, mà mình qua đây mình chia sẻ, mình nhắc lại một lần nữa, mình chỉ chia sẻ cho các bạn thấy những cái các bạn có thể làm được. Ví dụ như một cái người nạp chơi không tới 200.000 nhưng mà người ta có thể làm được thì mình cũng sẽ làm được. Cách chơi thì để đảm bảo được cái điều mà các bạn cần thiết thì các bạn còn phải hiểu một tí cái game. Mà hiểu ở đâu các bạn còn phải có một cái sự cố gắng coi video của những bạn khác chia sẻ, hoặc là mình chia sẻ, hoặc là ai đó, hoặc là lên group. Ở trên group cũng rất là nhiều anh em gành về game chia sẻ các bạn. Nhưng mà ngoài chia sẻ thì các bạn còn phải trải nghiệm thực tế. Chứ các bạn để nói không bằng miệng thì cũng rất là khó, nhưng mà phải trải nghiệm thực tế. Có thể là chơi ở một server nào đó, xong các bạn qua một server khác các bạn build team cho nó hợp lý ha. Nhưng mà các bạn thấy không, một ạt nào hấp tới 200k, nhưng mà đi theo một hướng đúng, một cái hướng đúng sẽ giúp cho team các bạn nó đi một cái cách, nó cái đường dài. Chơi game thì không phải là vô các bạn những người top vô nào mầm xong bỏ. Các bạn để ý các server mới mấy ngày đầu rất là đông, nhưng mà càng về sau nó càng không đông, là tại vì thứ nhất là người ta thích chơi trải nghiệm, thứ hai cũng có thể là do người ta chơi không đúng cách, người ta cảm thấy nản chán người ta bỏ. Các bạn cần có sự kiên trì và có sự ổn định nhất định. Các bạn xác định đi một cái team nhất định, một hướng đi cố định. Ví dụ như mình team Tiên thì xác định Bạch là đam chính, các bạn bạn đi lên thức tỉnh 3 chẳng hạn. Còn chơi team Thánh thì Tiểu Bạch Long sẽ là tăng chính đó, mà sẽ ưu tiên úp Tiểu Bạch Long bằng mọi giá, mọi cách các kiểu ha. Kiểu vậy. Nó là những thứ mà các bạn phải có những cái định hướng rõ ràng ha. Còn như mà các bạn đây mình so sánh như thế này, để lát mình mở lên so sánh cho các bạn xem, để cho các bạn thấy rằng khi mà đi không đúng cách thì tiền sẽ bù khá nhiều ha. Còn các bạn đã xác định không có tiền thì hơi mệt ha. Các bạn biết rằng là các bạn chơi game, các bạn nhiều bạn sẽ chơi, có thể chưa chơi hoặc các bạn chưa chơi thì không biết, nhưng mà bạn chơi rồi các bạn biết là ở trong bang mà để đấu giá được những cái con như Ngộ Không hay Dương Tiễn, những con khác thì nó thể hơi hết hơn, nhưng mà Ngộ Không hay Dương Tiễn cái đầu các bạn đấu giá gần như mát, hoặc là chốt luôn. Có những server chốt luôn, các bạn để ý những cái server như server 16, server những cái cụm đầu, những cái con hot rồi Tiễn hay Ngộ Không là nó những con hot, nó sẽ chốt ha, chốt các kiểu, đặc biệt Tiểu Bạch Long này kia các kiểu chốt hết. Đó là những cái mà những bạn mà không nạp nó cực kỳ khó để các bạn có thể lấy được những cái con quan trọng như vậy ha. Game thì cũng có nhiều sự kiện để các bạn có thể đổi, để lấy, để làm sao đó các bạn có thể up cho team các bạn tốt. Quýnh hai bên quánh không hết luôn, bên nào thấp địa level hơn quánh không hết luôn. Đấy, mình cho các bạn xem vậy ha. Đây bây giờ chúng ta sẽ ra cho bạn xem. Đây top 8 so. Đây lực chiến à. Ê không phải, cái này lực chiến so với bên mình à. Xem đội hình đây bạn ha, đội hình của bên này Ngộ Không là full 15 sao, Tiểu Bạch Long cũng full 15 sao rồi, úp khá là nhiều sao so với ạt Hạt hồi nãy mình mới build các bạn ha. Hạt này nếu mà theo các bạn thì đối với server 54 mình theo các bạn thì lực chiến này nạp bao nhiêu tiền rồi, chắc nạp cũng vài triệu rồi đó các bạn ha. Mình cũng không biết chính xác là nhiêu nhưng mình đoán thôi ha. Để như thế này thì nhưng mà đánh thua cái ạc nạp 200k như thế này ha, thấy là một sự khác biệt ha. Mình sẽ mở cái ạc đó lên so sánh cho các bạn xem. Đấu giá vô đây, đấu phe đây, so sánh cho các bạn xem. So sánh đây ha, lực chiến hai bên ha, hai bên so tài như thế này các kiểu ha. Đấy, thua gần như toàn bộ ha, thua gần như toàn bộ, nhưng mà khi BB thì nó lại khác hoàn toàn ha. Đó là những thứ mà các bạn cần phải theo. Đây, đây ạc top 8 mà nạp này nạp mới 20k thôi. Đây các bạn thấy nạp 20k thôi. Đây, cũng ban của mình xem đội hình đây nạp 20k chưa có gì với các bạn, nhưng mà vẫn vô được top 8 rồi. Nó cũng là một cái sự cố gắng của bạn ấy. Đây là một cách chơi, nó có sự cố gắng nhất định nè. Cố gắng nhất định. Ai cũng vậy thôi. Mỗi người chơi thì có một cái hướng đi riêng của mình ha. Không có nào là cố định cả, và một sự may mắn, một sự kiên trì nữa các bạn. Các bạn mà việc bị hành hay là bị này kia để mất đi tài nguyên hay là để nâng hạt khó lắm, đó là chuyện dĩ nhiên các bạn. Ví dụ như nội cái chuyện linh mạch thôi, đánh nhau chí ché xong rồi những hạt mà tốp thì đánh tốp, không mà tốp còn đánh những cái hạt mà hạt nhỏ thì nhỏ lấy tài nguyên đâu mà ốp các bạn, thì bỏ thôi, bỏ thì mất tài nguyên, mất nguyên thì bị thọt. Nhưng mà người ta vẫn có thể đấu được với những mà ạc top nạp, nhưng mà vẫn đánh được thì là một sự cố gắng của các bạn ha. Mình cũng chúc mừng ra cái ạc này các bạn. Mình đã chia sẻ các bạn rồi, ạc này là vô top 8 thường xuyên rồi ha, top 4 với top 4 thường xuyên rồi. Ạc này là top 4 thường xuyên, các bạn có thể vô server mình coi ha. Các bạn nào mà có tạo có ạc server coi đây, chỉ đơn giản vậy thôi, đồ ốp như thế này thôi đó. Chưa thức tỉnh luôn, ạc này còn chưa thức tỉnh nữa. Tiểu long thức tỉnh nó còn giảm từ 12% sát thương nữa. Chung con tiểu long này nó tăng đúng cứng luôn, đúng cứng luôn. Còn việc ốp đồ, việc này kia các kiểu thì cả một vấn đề, khi mà tâm điểm của những cái ốp đồ hay này kia, nói chung là có rất là nhiều thứ bạn. Bạn mà họ nói mình đó là qua cái ban top có nhiều đồ để đấu giá lên dễ, bạn cứ việc thử đi, chốt giá bao nhiêu rồi anh em nông dân thì đến bao giờ mà đủ tài nguyên để mua. Hồi mình thấy các bạn không, nói ví dụ như bạn quay cái này, ví dụ như bạn quay này mà các bạn quay được ra tiếng đỏ thôi ha, để có được cái vé quay này cũng là vấn đề khá lớn chứ đừng có nói đùa. Các bạn có thể dùng dư kim bảo, ví dụ anh em ở trong server mình hỏi của các bạn kim bảo dư bữa trước mới thấy 400-500k rồi sao nào anh này còn có 90k, em quay tướng hết rồi anh. Đó cái chuyện bình thường các bạn. Dư kim bảo thì mình sẽ quay ở mục đích nào đó, mình sẽ chơi mục đích nào đó ha. Rồi mình cũng nhắc lại là nói chung thì ai cảm thấy vui hài lòng thì cứ việc chơi, còn không hài lòng không chơi, chơi theo cái hướng nào đó kể cả tùy theo thôi, có gì đâu. Mỗi người một cái cách chơi khác nhau mà, đâu có ai ép bản thân mình phải chơi theo nó đúng. Hoặc là mà dù các bạn có ép đi nữa, ví dụ như có bạn hỏi mình anh ơi sao anh úp bạch như vậy mà mình em lại úp theo mà nó không đúng. Đây đơn giản còn sự may mắn các bạn, mình còn không ra đồ đỏ, còn cái đi linh khư mình không ra đỏ nữa cơ, trong khi anh em khác ra đỏ ầm ầm. Mình đi dùm, mình đi chợ thì ra đồ đỏ cho anh em khác đầy, trong khi đó mình bản thân mình không ra đỏ nữa cơ. Nó xui thì nó chịu thôi, nói chung là đợi đến lúc nào các bạn nổ thì nó ra nó sẽ tốt ha. Mình vẫn nhắc các bạn, nếu anh em nông dân cam anh em nông dân các bạn nên ưu tiên úp cam so với úp đỏ, nó sẽ tốt hơn cho các bạn rất nhiều. Còn riêng tim thánh thì các bạn chắc phải gánh ngộ không, phải gánh rồi, nhưng mà vẫn ưu tiên tiểu bạch long ha. Tiểu bạch long nó vẫn là một cái gì đó cực kỳ khác biệt trong game này. Nếu các bạn xác định chơi, các bạn nghiên cứu kỹ, các bạn sẽ thấy cái skill cái của bạch long nó khá là quan trọng ha, khá là quan trọng. Rồi, đó là những gì mình chia sẻ của bạn ngày hôm nay. Những ạc chỉ có nạp vài chục k, lực chiến thấp hơn vẫn có thể đánh được những top cao. Để cho các bạn thấy được thêm. Mình nhắc lại là mình không mỉa mai những bạn nạp top hay các kiểu, mà mình chỉ mượn hình ảnh để cho các bạn thấy rằng các bạn có động lực để chơi. Chứ chơi game mà mất động lực chơi thì nó không, bất kỳ cái gì bạn mất đi niềm tin thì các bạn sẽ mất đi cái sự thành công 50% của bạn rồi ha. Đó là những gì mình chia sẻ các bạn cố gắng ha. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi video của mình. Rồi những cái bạn mà comment trên kênh của mình sẽ cố gắng thu xếp công việc của mình, tại sắp Tết nó có nhiều việc lắm. Mình sẽ cố gắng thu xếp Tết công việc của mình sẽ giải đáp hoặc là mình quay video cho các bạn. Hôm nay mình cũng đã giải đáp khá nhiều thứ rồi. Nếu bạn nào có theo dõi kênh của mình cứ việc cứ trao đổi thoải mái, mình cũng chẳng có ngại ngần gì cả. Chỉ có điều là mong các bạn khi dùng từ nên tôn trọng cái người nghe và nên tôn trọng những người xung quanh của mình. Lời nói các bạn nói ra có thể ảnh hưởng tới một cái việc mà các bạn đánh giá mình, đánh giá các bạn là một con người như thế nào ha. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại ở video sau nha các bạn ha. Video này mình cũng nói hơi dài nhưng mình chia sẻ thêm cho các bạn những điều mà mình muốn chia sẻ. Mình thì thích chữ chia sẻ thôi, chứ còn mình cũng chả giỏi hơn ai, là mình cũng vậy. Không biết thì phải đi hỏi các bạn đầy trên group, trên mạng, trên giờ các bạn thông tin đại chúng thiếu gì không biết thì hỏi thôi. Rồi lần nữa xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại video sau nha.